Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Airway Channel và mình là Hùng Review đây. Chào mừng các bạn đã đến với một số hỏi đáp season mới trên kênh Airway Channel của mình. Chắc là kể từ nay mình sẽ reset cái số hỏi đáp này cho nó mới đi các bạn ạ. Tại vì mình cũng đã đồng hành của các bạn cũng phải tầm là hơn 350 số rồi. Nhưng mà cái nội dung chính của những số hỏi đáp thì vẫn luôn xoay quanh qua những câu hỏi đến từ các bạn và giải đáp những thắc mắc của các bạn liên quan đến những cái vấn đề như là điện thoại này, tư vấn mua điện thoại này, rồi tư vấn review về những sản phẩm điện thoại vân vân. Đó, nên là nếu bạn nào có bất cứ một câu hỏi nào khó khăn liên quan đến cái lĩnh vực mobile thì có thể hỏi mình nhá. Còn laptop các kiểu thì hơi khó một xíu. Trước khi bắt đầu video này thì nếu bạn nào mà đang quan tâm về cái sản phẩm Redmi Note 10S đang có một cái mức giá sale cực kỳ ngon tại cửa hàng Sephonet thì có thể tham khảo thông qua đường link bên dưới nhá. Hiện tại thì Sephonet đang bán cái sản phẩm Redmi Note 10S với mức giá chỉ hơn 5 củ khoai và còn có rất là nhiều những khuyến mãi cực kỳ thơm đấy. Đường link ở phần mô tả. Còn bây giờ hãy đến với nội dung chính của video ngày hôm nay. Bạn Đức em có hỏi mình là: anh ơi, em mới mua con iPad Gen 9 đập hộp mới, dùng có ngon trong tầm 1-2 năm không? Với câu hỏi của bạn Đức em ấy, thì mình nói thẳng với các bạn, nếu mà nói iPad Gen 9 giá rẻ thì chắc chắn nhiều ông sẽ phá vào mồm mình, bảo thằng này mẹ ăn tiền chém gió. iPad Gen 9 giá gần 10 củ khoai mà bảo là giá rẻ. Nhưng thực sự đó là con iPad giá rẻ mà các bạn có thể mua được trong thời điểm hiện tại. Giá rẻ ở đây là so với những dòng như là Pro rồi Gen 6 vân vân. Còn nếu mà nói về những dòng máy tính bảng ấy thì mức giá của iPad Gen 9 nó sẽ nằm ở mức tầm trung. Và mình nghĩ rằng nếu như các bạn mua iPad thì con iPad thấp nhất các bạn nên mua đó là iPad Gen 9. Còn nếu các bạn mua hàng lướt, ví dụ như là iPad 4, iPad Gen 5, iPad Gen 6 thì hiện tại nó cũng đã cá đuối rồi. Và với con iPad Gen 9 như bạn hỏi mình là mới mua dùng khoảng tầm 1-2 năm ổn không ấy, thì mình nói thật các bạn luôn là tầm đó quá ổn luôn các bạn ạ. Tại vì con iPad Gen 9 hiệu năng trải nghiệm của nó vẫn quá ngon trong thời điểm này. Và thậm chí là con chip Apple A13 đang có trên con iPad Gen 9 ấy thì quá thoải mái cho các bạn có thể dùng được khoảng tầm là 3-4 năm luôn, chứ đừng nói là 1-2 năm. Tại vì con chip Apple A13 trên con iPad thì nó phải tối ưu hóa ngon như là con chip Apple A14 luôn các bạn ạ. Thậm chí là đợt trước mà mình test Galaxy Impact, mình test game các kiểu ấy, nó không hề lag một tí xíu nào, nó không hề tối màn hình một tí xíu nào. Nên là nếu bạn nào mà muốn mua iPad giá rẻ, chơi game ngon nhất, tối ưu hóa và chơi lâu dài thì đập hộp iPad Gen 9 giống như bạn Đức em này nhá. Salmon có mình là: anh ơi, tầm giá, tầm gái, ông này là tầm giá thì lấy cái tầm gái đỉnh đấy, 4-5 triệu nên mua máy nào để chơi game ngon và dùng cho công việc hàng ngày ạ? Nếu có thì anh cho em xin link với ạ. Với câu hỏi của bạn, 4-5 triệu mà chơi game ở cái mức là ngon và dùng công việc hàng ngày thì bạn mua hàng mới sẽ có 3 sự lựa chọn. Đó chính là Redmi Note 11, mức giá hiện tại bán tại Sephonet khoảng tầm là 4,2 triệu, trừ hết quà tầm 5 triệu thì bạn có con Poco M4 Pro 5G. Nhưng mà con đấy thì cái màn hình của nó lại không đẹp lắm, nhưng mà hiệu năng thì cũng ở mức là ổn. Đó, hoặc là tầm 5 triệu thì bạn có thể quất cái con Poco X3 Pro, chính là con điện thoại mà mình nghĩ rằng là xứng đáng nhất. Nó có một cái điểm trừ duy nhất thôi là màn hình của nó không phải quá đẹp như là con Redmi Note 11, nhưng bù lại hiệu năng nó tốt hơn rất nhiều và dùng bình thường. Mình nghĩ rằng là con Poco X3 Pro nó sẽ cho các bạn một trải nghiệm sử dụng mượt mà hơn hẳn. Đó là cái ý kiến cá nhân của mình. Thì bạn có thể tham khảo một trong ba sản phẩm này và mình thấy một trong ba sản phẩm này nó đều ngon. Còn những sản phẩm đến từ thương hiệu khác như Oppo, Samsung thì thôi, các bạn nên bỏ qua đi. Vì tầm này mà mua Oppo A55 ấy thì Pro Y có hỏi mình là: anh ơi, cho em hỏi là con Poco X3 Pro 6128 với 8256 con nào chơi game tốt hơn ạ? Ôi dồi ôi, năm nay là năm 2022 rồi mà nhiều anh em còn so sánh cái phiên bản RAM thấp và phiên bản RAM cao để xem là con nào chơi game tốt hơn. Mình nói thẳng các bạn luôn, bây giờ 6GB RAM chơi game quá ngon rồi, không cần đến 8GB RAM làm cái gì. Và cái sự khác biệt nhau giữa 8GB RAM, 6GB RAM hay bộ nhớ trong 128GB hay 256GB, nó chỉ dừng lại cái việc là càng nhiều GB thì chúng ta sẽ lưu trữ được nhiều thứ hơn, càng nhiều GB thì chúng ta đa nhiệm được tốt hơn. Còn về hiệu năng, mình nói thật các bạn luôn, 8GB RAM nó không hề khác biệt so với 6GB RAM đâu, trừ khi là Xiaomi bóp hiệu năng, nhưng mà Xiaomi không làm thế các bạn ạ. Nên là phiên bản RAM 6GB và phiên bản RAM 8GB hiệu năng của nó đều là như nhau nhá. Nên là cho dù các bạn sau này có mua những con máy ví dụ như là 6, 8, 12GB RAM thì cũng đừng lăn tăn về cái việc RAM, quan trọng là chúng ta cần đa nhiệm nhiều hay ít, chúng ta cần dung lượng lưu trữ nhiều hay ít thôi. Ok, Thảo Nguyên có hỏi mình là: cùng tầm giá anh so sánh cho con em con Aris với Redmi Note 11. Mình nói thẳng các bạn luôn là kèo này thì mình sẽ lựa chọn Redmi Note 11.
Con Arit thì nó vẫn có những cái điểm hay, ví dụ như là thương hiệu Việt này, mình dùng con Arit Pro mình cảm giác là tự hào vãi chưởng luôn. Còn mình dùng con Redmi Note 11 thì mình lại có nhiều cái hay hơn, ví dụ như là màn hình tần số quét cao, hiệu năng có chip Snapdragon 680 thì nó ngang bằng hoặc là 19110 so với 730 thôi. Rồi thêm cái nữa là nó có loa kép tốt hơn, nó có cho mình cái viên pin 5000 mAh cũng trâu hơn, nó có sạc nhanh hơn. Và dùng lâu dài mình thấy rằng nó sẽ ổn hơn so với Vsmart Arit, tại vì nó vừa ra mắt được mấy ngày thôi, update Android các kiểu còn dai dai. Còn Vsmart thì đã bị khai tử rồi, nên là thực sự nhá, mình thấy rằng là mua Vsmart bây giờ là những bạn mà thực sự là yêu nước thì mới mua các bạn ạ. Tại vì mức giá của Vsmart bây giờ cũng không hề rẻ, và so sánh với những dòng điện thoại tàu thì nó cũng chẳng hơn kém gì đâu. Ok, mình hiểu tư trường có hỏi mình là anh ơi em có khoảng tầm là 3.2 triệu đến 3.3 triệu, em muốn mua một dòng điện thoại chính hãng, anh tư vấn cho em là nhu cầu chơi Liên Quân mượt lâu nhất có thể, pin ổn, tác vụ bình thường, mượt và không bị giật, camera không quan trọng. Vậy thì bạn nên quất con Realme Nazo 30A đi. Mình thấy rằng là con Realme Nazo 30A trong tầm giá khoảng tầm là bao nhiêu nhỉ, 3.2 triệu đến 3.3 triệu ấy, thì gần như con đấy là vô đối rồi. Tại vì căn bản là con Realme Nazo 30A này, nó có màn hình ổn, nó có hiệu năng với con chip Helio G85, thì mình thấy rằng chơi những tổ hợp game như là Liên Quân, rồi chơi Free Fire, chơi PUBG cũng ổn áp luôn, pin trâu, có sạc nhanh. Nói chung là tầm đó thì con Realme Nazo 30A nó đè bẹp tất cả những cái đối thủ khác đến từ thị trường Trung Quốc. Và nếu mà mua ấy, các bạn nên mua online nhé, mình có nhiều lúc mà nó sale xuống mức giá khoảng tầm 2.7-2.8 đấy. Còn nếu các bạn mua offline một vài cửa hàng như kiểu FPT đang chém giá tầm là 3.990 thì mình thấy với mức giá như vậy thà mua bỏ thêm 200 mua Redmi Note 11 còn hơn. Nên là nếu mua con này thì nên mua online, và mình nghĩ đây là lựa chọn tốt nhất cho bạn. Thành lợi của mình là trên 4.5 triệu có con máy nào có sạc nhanh 18W, chơi game ngon, bộ nhớ 6128, pin trâu 4000 mAh. Chúc anh nhiều sức khỏe. 4.5 triệu nếu mà đặt yếu tố pin trâu và 6128 thì đây sẽ là những cái lựa chọn cực kỳ tốt cho bạn. Thứ nhất là LG V50 ThinQ. Nếu bạn chấp nhận được mua một con máy hàng qua sử dụng thì LG V50 ThinQ không có gì để chê. Màn đẹp, hiệu năng tốt, cam ngon, loa ngon, pin ổn, sạc nhanh, đủ với tất cả những tiêu chí bạn đề ra. 6128 có luôn. Hoặc là tầm đó thì bạn có thể quất con Realme Q3. Con Q3 thì có màn hình 120Hz này, Snapdragon 750 này, rồi pin trâu này, có sạc nhanh này. Nói chung á là nếu bạn cần máy mới thì mình nghĩ rằng nên quất Realme Q3 để có một cái hiệu năng nó ổn và một cái trải nghiệm game tốt. Nếu mà mua hàng qua sử dụng thì là sẽ là LG V50. Còn nếu như tầm đó bạn cũng có thể mua được Redmi Note 11, nhưng mà hiệu năng của nó chỉ ở cái mức gọi là tầm tầm thôi, bình thường thôi chứ không phải là quá VIP Pro lắm. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn tên là VLO. Snapdragon 860 với A12 thì con nào ngon hơn vậy anh? Mong anh rep. Snapdragon 860 với A12 ấy, thì mình nghĩ rằng là nếu như các bạn không búp cái hiệu năng con A13II bằng cách là dùng quạt tản nhiệt thì mình nghĩ rằng con chip Snapdragon 860 nó sẽ hơn. Tại vì con chip Apple A12 trên iPhone ấy, chỉ cần các bạn chơi game, ví dụ như tựa game nặng trong một khoảng thời gian nhất định 5-10 phút gì đó thôi, nó đã bị tối màn hình và nó bị drop FPS khá sâu. Còn con chip 860 thì nó sẽ duy trì cái trạng thái của nó ổn định hơn, ngon lành hơn. Nhưng nếu như các bạn đắp vào đó là một cái quạt tản nhiệt lên con iPhone thì mọi chuyện nó sẽ khác. iPhone nó sẽ được boost hiệu năng khoảng tầm là 300-400%, và các bạn sẽ ít bị đời giảm độ sáng màn hình hơn, và chơi game nó sẽ mượt hơn, và thậm chí mình còn đánh giá nhỉnh hơn con chip Snapdragon 860. Nên là kèo này thì mình sẽ đánh giá theo hai góc độ nhá. Bạn có thể xem nó và lựa chọn tùy theo cái góc độ mục đích của mình. Cường Trần có hỏi mình là trong túi khoảng tầm 10 triệu thì mua gì cho hợp lý, chụp hình kiểu dáng đẹp, pin trâu, sạc nhanh. Nếu mà muốn một con máy nó hoàn hảo, để mình cho các bạn xem. Đây thì mình đang có một con là Galaxy A52s 5G. Con này mình nói thẳng các bạn luôn là con điện thoại Samsung best choice nhất trong tầm này. Và mình không ngờ rằng Samsung làm điện thoại tầm trung bây giờ ngon đến vậy. Vì con này 10 củ, có 120Hz, có vân tay dưới màn, có kháng nước, có hiệu năng cực tốt, có pin trâu, có sạc nhanh, có loa kép, có camera chống rung. Cái gì nó cũng có. 10 củ thì mua con này. Còn nếu bạn, mình biết là có rất nhiều bạn ở đây là có cái suy nghĩ là bài trừ Samsung, nhưng mà bài trừ Samsung đối với cá nhân mình thì mình sẽ bài trừ ở cái phân khúc giá khoảng tầm là 5-7 triệu đổ lại thôi. Đó, nếu mà bạn
không thích Samsung thì có thể là mua con Xiaomi 11T. Mình thấy con đấy cũng rất là ngon. Tuy nhiên thì còn một vài yếu tố nó chưa được ổn áp lắm. Nhưng mà tầm 10 củ nếu mà thiên về phần cấu hình và thì mình nghĩ là con Xiaomi 11T nó sẽ vào sấp mặt con Galaxy A52s. Nhưng mà con A52s nó sẽ cân bằng ở nhiều yếu tố. Tầm giá 10 triệu nếu bạn muốn một chiếc máy cân bằng mà là máy hàng qua sử dụng bạn có thể mua được, thì có thể mua con Samsung Galaxy S20 phiên bản hàng Mỹ hoặc hàng Nhật đang giá khoảng tầm 10 triệu. Bạn có màn hình đẹp, siêu đẹp luôn. Bạn có camera đẹp thật sự. Mấy con như là A52s rồi cái con Xiaomi 11T bỏ qua, không cần tính tiền. Hiệu năng Snapdragon 865 ổn áp, ngon lành luôn. Đó, thiết kế thì quá đẹp, pin trâu, có sạc nhanh. Và mình nghĩ rằng là nếu như mà các bạn bỏ qua được vấn đề hàng qua sử dụng thì mình sẽ quất ngay Galaxy S20. Ok, đó là tất cả những cái câu hỏi có trong số hỏi gì đáp đấy lần này của mình. Những số hỏi đáp lần sau thì mình sẽ làm theo một cái dạng tự nhiên hơn. Có thể là mình sẽ lấy ví dụ như con máy mình đang có sẵn ở đây để trả lời các bạn một cách trực quan nhất có thể. Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Nhớ để lại một like và subscribe nhé. Bye bye.